Mai Khôi là một cô ca sĩ thích nổi tiếng, chứ cô không cần biết Việt Nam Cộng Hòa hay là Mai Khôi không phải là chuyên nghiệp. Cô ở bên Việt Nam và cô có chồng người Úc. Cô là ở bên Việt Nam hay nói có chồng Tây. Nói tiếng Anh được cũng khá. Ở có đương nhiên là cô là cô người có học. Cô qua bên Washington DC. Cô làm nổi, cô bảo dẹp cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đi chỗ khác. Cờ vàng ba chọc đỏ dẹp. Mấy người đưa vào cái chỗ ngay cái cửa đi ra vào. Cô bảo không, nó vẫn vào trong cái màn ảnh. Đưa ra đằng sau, họ cũng đưa ra đằng sau. Thì cô bỏ ra ngoài, cô cũng không thèm mắt. Cô chảnh như vậy đó. Thì lúc đó là ở trong nước hoan hô Mai Khôi tại vì chống cờ Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà thật sự cô đấu chống Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà khi cô lên cô hát thì cô lại như hát những cái bài nhạc mà gọi là của Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn đấy. Và mới đây khi ông Donald Trump tới Việt Nam, cô chơi nổi, cô có mình cô à, chẳng có ai hết. Cô cầm cái bảng I piss on your Donald Trump. Peace thì peace đây nó có là chữ hòa bình. Thì nghĩa là hòa bình với lại Donald Trump, nhưng mà cô thay cái chữ ER nó bằng cái chữ ISS, nó trở thành cái chữ đằng sau đó thì chữ peace hòa bình nó thành cho peace, có nghĩa là đái. Tôi thì lúc đó bên trong nước bắt đầu lên án. Hồi xưa thì khen cô tại vì cô không chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ, bây giờ lại phe chống nhà nước thì lại hoan hô tại vì cô đái lên mặt Donald Trump mà. Thì đó là một cái hành động thứ nhất vô giáo dục. Tôi đã nói trong nước có rất nhiều thành phần cờ đỏ đóng vào mỏng hoặc kép. Cờ đỏ không phải là của riêng ai hết. 98 triệu dân trong nước đều là cờ đỏ hết. Hoặc là một số ít không phải cờ đỏ là thuộc loại những người mà chống nhà nước. Cái chuyện nói chuyện ở trong nước. Cái cô Mai cô này cũng vậy. Tại sao cô giơ cái bảng lên? Tại vì cô biết Tổng thống Donald Trump bị mang tiếng về vấn đề tai tiếng về tình dục. Nhưng mà ông Trump ông chỉ bị mang tiếng về cái bóp thôi. Và sắp sửa đó là nghe nói là cái cô mà bị bóp hồi đó và tính thưa xong thì không thưa, bây giờ lại sắp sửa đưa ông Trump ra tòa nữa. Thì cái cô Mai Khôi này cô muốn cái gì? Thưa quý khán giả, khi một người muốn đái đàn ông hay đàn bà cũng vậy, phải cởi quần. Mà đàn bà đó mà muốn đái lên mặt người khác á, là phải tụt hẳn ra cái quần ra rồi mới đái lên được. Thì tức là cô muốn khoe với ông Donald Trump này, tôi có cái của quý này, tôi muốn đái lên mặt ông. Phải không quý vị? Bữa nay xin lỗi quý vị, KBC Hải Ngoại phải nói tục, bởi vì những cái chuyện đó nó quá tục. Bên lề văn hóa một tí. Nó bên lề văn hóa đây nhá. Một tí nhưng mà nó phải như vậy nó mới nói lên được cái tính cách của cái người viết ra những cái mà Nguyễn Vô Hùng là cái CC gì mà tướng Tuấn phải trả lời. Không trách ra với làng dân chủ Việt vừa được một nhà dân chủ là cô ca sĩ Mai Khôi diễn rất đạt, đó là văn biểu ngữ Piss on you Trump, tạm dịch là đái vào mặt ông Trump. Theo đó, khi Tổng thống Mỹ chính thức đến thăm Hà Nội, khi đoàn xe của Tổng thống Donald Trump vừa đi qua Hồ Tây, thì cô ca sĩ này dương biểu ngữ trên. Hành động này đương nhiên khiến nhiều người bất ngờ và nhận được không ít lời phân tích bình luận. Bất ngờ bởi việc một nhà dân chủ Việt đi phê phán ông chủ Nhà Trắng là điều xưa nay hiếm, chưa nói là chửi thẳng vào mặt ông, đòi đái vào mặt ông như cô ca sĩ Mai Khôi. Bởi với các nhà dân chủ Việt thì từ trước đến nay họ vẫn luôn xem nước Mỹ là mẫu quốc, Tổng thống Mỹ là ông chủ, và thực tế ra thì vẫn rất nhiều nhà dân chủ Việt vẫn đang sống nhờ vào các khoản tiền tài trợ rót về từ mẫu quốc, và vẫn có nhiều kẻ ơ mộng được sang Mỹ sinh sống. Đến nhiều nhà dân chủ kỳ cựu như cựu Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải,
Hải, Trần Khải Thanh Thủy hiện vẫn đang phải bám váng nước Mỹ để sống. Vậy mà đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch mới bập bẹ bước vào làng Dân Chủ như Mai Khôi, dám đòi đái vào mặt ông chủ như thế, không phải là quá láo và quá bất ngờ hay sao? Vậy căn nguyên nào dẫn đến hành động được cho là điên rồ này? Theo tiết lộ của Mai Khôi và của một số bạn bè của Mai Khôi trong làng Dân Chủ, thì sở dĩ cô này bức xúc đòi vén váy đái vào mặt ông Trùm, đó là cô này cảm thấy thất vọng khi trong chuyến thăm Việt Nam vừa rồi và làm việc với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, ông Trùm không hề gây sức ép gì về vấn đề nhân quyền với Việt Nam, không đòi lãnh đạo Việt Nam phải thả hơn 100 tù nhân lương tâm đồng đảng của Mai Khôi, không đòi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga. Nói thất vọng bởi trước khi ông Trump sang Việt Nam, làng Dân Chủ Việt đã kỳ vọng nhiều lắm. Họ kỳ vọng Tổng thống Mỹ sẽ nghe họ và gây sức ép với Việt Nam về nhân quyền, sẽ đòi Việt Nam phải thả hết các đồng đảng của họ đang bị giam giữ trong nhà tù ra. Ấy thế nhưng ông Trump với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, nước Mỹ sẽ không thể tiếp tục bị lợi dụng đã không để tâm mấy câu chuyện tầm phào đó. Thế nên làng Dân Chủ Việt cảm thấy thất vọng và bức xúc. Nguyên nhân câu chuyện thì đã rõ, nhưng cũng cần bàn thêm về hành động của cô nàng Mai Khôi này. Đương nhiên, cộng đồng mạng phần lớn là bức xúc với hành động của Mai Khôi. Họ không ngần ngại dành những câu chửi cho cô ca sĩ này với hành động được cho là bất lịch sự và không phù hợp với thuần phong mỹ tục truyền thống của người Việt Nam. Hầu hết mọi người cho rằng, mỗi khi có các chính khách nước ngoài đến Việt Nam, mỗi công dân Việt Nam phải có trách nhiệm thể hiện sự nhiệt tình, mến khách, đó mới là bản chất người Việt, để rồi họ đến và lần sau họ muốn quay lại nữa. Đó mới là trách nhiệm của công dân yêu nước. Đằng này, trái với thái độ hồ hởi chào đón của nhiều người, Mai Khôi lại đòi đái vào mặt thượng khách như thế, thì đủ thấy và đủ hiểu tư duy của những nhà dân chủ đến đâu. Có kẻ bên Mai Khôi thì cho rằng đó là tự do ngôn luận, tự do biểu đạt. Cái này bên Mỹ đầy, nhưng xin thưa, đó là bên Mỹ, chứ không phải Việt Nam. Người Việt cũng khác người Mỹ mà. Sự dân chủ nửa mùa mà những kẻ như Mai Khôi học được từ mẫu quốc rồi, đem về áp dụng méo mó ở Việt Nam.